Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Như tìm miệng có Mew 2 nè, Zacian rồi con Doriol nữa, toàn là quái vật không anh em ạ. À, biết đánh nắm như nào đây. Khi quá nhiều quái vật tập hợp một chỗ. Ừ, còn thêm Slowbro nữa. Phải thế. Combo đẹp thế, vừa có tăng vừa có đam luôn. Rồi không ăn được gì đâu, con VK nó làm hết luôn. Mình nó xây hết 28 cầu luôn anh em ạ. À. Rồi cộng thêm tên mẹ có con bút nữa anh em ơi. Đội hình đúng đẹp luôn. Đội hình chuẩn châu phết. Ra đây, ra đây, ra đây. Con mình lính thì ra đây mà chơi nhá. Mình lính thì ra đây, nó nhảy ra thiệt kìa. Bố láo thế, ngáo thế. Này kìa nấp bụi. Đi đâu bạn ơi, đi đâu bạn ơi, đi đâu bạn ơi. Hồi đến con Slowbro làm gì? Này thì chắc này, này 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 xin cái cầu mì giấy lại mì giấy thanh niên người đám đầu thế đám cũng đâu đấy bạn ơi nhưng mà bạn không ăn thua láo thế rồi rừng không ăn luôn. Ok luôn tích được 4 đam rồi anh em mà bắt đầu có đam đánh rồi đấy chứ không có đam không đánh được. Gì vậy để nửa cái trụ đi rồi đi đâu đi chứ. Rồi bọn tóc chạy lên đấm nhau luôn. Lên anh em ơi, lên anh em ơi. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thế mà không trúng kìa. Cái cú thế. Cái nịch. Có cái nịch, có cái nịch. Mấy bạn đẩy ai? Gì mà lắm hiệu ứng thế. Chiếc nghe hiệu ứng khói mù rồi em mà chạy không được. Này thì đông, này thì đông. Vừa dính hiệu ứng trón của Jason, vừa dính thêm hiệu ứng bơm khói nữa. Khó chịu thế. Rồi xong Slowbro lên bảng. Bút à. Bút à, bút à. Thôi 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 thôi. Bảo thôi rồi mà, bảo thôi rồi máu thế. Không được không được, hết máu hết máu hết máu. Lui đi lui đi lui đi miếng fan. Nãy giờ mình chưa có kêu khống chế nên không đánh được. Bây giờ mới có này. Chứ nãy giờ chiêu thổi kia thì không được. Chưa có chiêu này hất tung lên thì mới đánh ok này. Này thì núp bụi, này thì núp bụi. Đi anh em ơi, đi. Theo mình, theo mình. Cô láo thế, ngáo, ngáo. Ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng sức mạnh. Đây. Làm gì, làm gì. Chém đi, bị chém hộ mình cái nào. Mình chém đầu thế. Thề nó chém đúng đầu luôn. Nếu nó chém nữa chí mạng liên tục luôn anh em ạ. Không biết thanh niên làm cái gì trong đầu nữa. Thanh niên gắn cái item gì ấy. Chém chí mạng nó liên tục. Từ từ biến ơi, để mình. Quân tiêu quỷ này, quân tiêu quỷ này. Này thì chạy, nghe nói bạn chạy cũng nhanh. Ui, gặp Mew 2. Hồi lượng thôi bạn ơi. Gặp Mew 2 không chơi được. Còn mấy con cận chiến không chơi được. Đấm thì đau quá. Ra đây. Phụ anh em ơi, phụ anh em ơi, phụ anh em ơi. Thôi, thôi, bảo thôi rồi mà không nghe. Lì thế mấy fan. Lì. Thế mà để nó vào nó ăn máu được thì bố láo thôi.
Đẩy ai thế? Đẩy ai thế? Đẩy ai thế? Này thì chờ lâu, này thì chờ lâu. Đẩy thôi, có gì đâu mà xoắn. Chạy thôi, có gì đâu mà xoắn. Chạy thôi, có gì đâu mà xoắn. Chạy thôi, có gì đâu mà xoắn. À đây, thanh niên không có ai boost chứ gì. Thế mà có người boost được. Ra đây, Huy ra thật kìa. Nó rước lỡ thật anh em ạ. Gì thế thanh niên? Cặp đầu mình làm gì? Bạn cặp đầu mình làm gì? Bạn cặp đầu mình làm gì? Ôi thanh niên miêu hai đến ai thế? Huy đồng thuê. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Ôi ôi bạn ơi. Hết máu, hết máu, hết máu. Hay quá. Úi xời, úi xời. Chạy, chạy, chạy. Úi xời, đấm ê, đấm đê. Mình nhây lắm bạn ơi, mình nhây lắm bạn ơi, mình nhây lắm bạn ơi. Mình nhây lắm bạn ơi, mình nhây lắm bạn ơi. Mình đúng nhây thôi rồi luôn anh em ạ. Mình nhây lắm. Mặc dù mình không có đam nhưng mà cái combat nào cũng có mà. Lướt vào đây chứ gì. Đây rồi. Hất tung lên này. Bọn anh em ơi, súng lại. Rớt xuống. Hất tung lên, rớt xuống rồi hất tung lên tiếp anh em ạ. Này thì chạy, này thì chạy. Ra đây, ra đây. Miêu 2. Ui, team đang đánh sao bỏ đi hết rồi. Ui, chạy, 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 chạy. Hết đam rồi. Team đang đánh nhau mà bỏ đi hết anh em ạ. Ui. Ui, trời ơi, bạn làm gì thế fan. Vãi 1-13. Cái méo gì vậy trời. Để xem nghiên cứu đi đếm cầu lén anh em ạ. Mình còn ở ulti mà. Có gì bật ulti chạy luôn. Ném được không? Ok ném được anh em ạ. Mình cầm thêm cái item ném cầu này. Ném khá ok. Ôi cho bay đi. Cho bay đi. Không cho bay thì mình lên ngựa. Không cho bay thì mình lên ngựa. Mình chạy thôi. Quỳ đồng thuê. Chạy chạy, kêu mi nga, 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 kêu mi nga. Ôi xôi, trúng cái ulti của con miêu 2, điên thế. Ngày thì được mình, 4 thanh niên được mình, lên hết 4 thanh niên luôn anh em ạ. Ngày thì được, ngày thì được, ở thanh niên solo bro nữa nãy. Thanh niên solo bro giờ đầu được mình nữa, 5 thanh niên được mình, kết quả 5 thanh niên thi nhau lên bảng luôn. Còn thanh niên Miu 2 ăn bó đi đứng nhìn gì trời. Tạo độ khó cho game hay gì anh em mà. Không tìm ăn bó luôn. Đứng ở đấm nhau rồi, vãi con Miu 2 thật sự. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chầu thế. Tránh ra nó chém bây giờ. Nghe nói bạn chém cũng mạnh, tem đâu cần ăn boss đâu, tem mình em win mà. Bị thế fan. Bạn rảnh lắm, bạn rảnh lắm. Mình đã không muốn đánh nhau rồi mà bạn cứ bắt mình phải đi đánh nhau rồi thế nào. Mấy cái bạn này thật là kỳ cục, mình đã không đánh nhau rồi. Đây, ném cầu nữa, phê. Lại gặp nhau. Mẹ nữa. Thế không ném được kìa, cày thế. Này thì Miu 2 bốc hơi luôn. Đẩy một cơn sóng vào bốc hơi con Miu 2 luôn. Mình không muốn đi đấm nhau, mình chỉ muốn đi ném cầu. Mấy thanh niên lại ép mình đi đấm nhau anh em ạ. Khổ thế cơ lại. Ok luôn, win nhiều quá. Ép quá ép luôn anh em ạ.
What the hell? Con MIUI 20 kill chờ 7. Mình thì 1 chờ 18, quải trưởng. Ok, chào anh em nhé. Người chơi hệ siêu trợ